Đối tượng Dương Tuấn Ngọc, chú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng vừa bị công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố và bắt tạm giam về hành vi làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngọc thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ các bài viết, video clip có nội dung bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ liên quan, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Dương Tuấn Ngọc. Hai đối tượng Trần Văn Hiếu và Bùi Ngọc Ánh, nguyên kế toán trưởng xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bắt tạm giam về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Quá trình điều tra mở rộng vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra các quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Văn Hiếu và Bùi Ngọc Ánh, cả hai đối tượng nguyên là kế toán trưởng xã Thạch Bằng, về hành vi lạm dụng quyền trong khi thi hành công vụ. Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, Phùng Xuân Ngọc và Lê Đình Minh Hùng vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Đà Nẵng khởi tố và bắt tạm giam. Theo điều tra, Ngọc đã rủ Hùng mua một khẩu súng ngắn trên mạng xã hội để đi đòi nợ. Hùng thỏa thuận với người bán sẽ nhận súng và 5 viên đạn đầu trì qua đường chuyển phát nhanh dưới dạng linh kiện tháo rời để tránh bị phát hiện. Khi nhận được hàng, Hùng tham khảo video được người bán gửi cho để lắp ráp lại thành một khẩu súng hoàn chỉnh và thống nhất cất súng tại nhà của Hùng. Có việc sẽ đem ra sử dụng. Và chiều ngày 11 tháng 6, Ngọc rủ thêm nhóm bạn gồm 5 người mang theo kiếm tự chế, tuyếp sắt và súng để uy hiếp con nợ. Bất ngờ cả nhóm gặp tổ tuần tra nên bị ngăn chặn và mời lên làm việc. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an quận Phú Nhuận đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ đối tượng Lâm Minh Quang, trú tại thành phố Hồ Chí Minh về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, Quang khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân nên đã giết nạn nhân. Năm 2022, Quang cho nạn nhân vay tiền nhưng chưa trả hết. Đồng thời, Quang cho rằng nạn nhân thường xuyên đi nói xấu mình với bạn bè nên dẫn tới thủ tức. Vào sáng ngày 21 tháng 7, Quang đi xe máy từ nhà đến nơi nạn nhân ở. Sau đó, Quang điện thoại nhưng không thấy nghe máy nên Quang lên phòng tìm hỏi. Trong lúc nạn nhân đang cúi người lấy đồ thì Quang đã dùng dao đâm tử vong nạn nhân. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt thêm 3 đối tượng truy nã đặc biệt có liên quan tới vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tại Đắk Lắk vào ngày 11 tháng 6 và đến nay toàn bộ 6 đối tượng bị truy nã đặc biệt đã bị bắt giữ. Vào sáng ngày 21 tháng 7, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã truy bắt thành công 3 đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Chư Quynh, gồm Y Khiêng Liêng, Nay Dương và Y Hoa E Ban. Trước đó vào ngày 15 tháng 7, lực lượng công an đã bắt giữ 3 bị can bị truy nã đặc biệt tại xã Ea Lê, huyện Ea Súp, gồm Y Dũ Nhiê, Nay Yên và Nay Tam. Cả 6 đối tượng trên đều liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở UBND 2 xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Chư Quynh vào ngày 11 tháng 6 năm 2023, khiến 9 người chết, 2 người bị thương, đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Đắk Lắk truy nã đặc biệt về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Tối qua ngày 21 tháng 7, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Màu Hoa Đỏ. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, nhằm tri ân công ơn của các liệt sĩ, thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình có công với cách mạng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Giao báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Màu Hoa Đỏ lần thứ 16. Với những tiết mục nghệ thuật tái hiện vẻ đẹp anh hùng của lịch sử giữ nước, chương trình gồm 3 trường đoạn: Tổ quốc kháng chiến, Bản hùng ca người lính, Giai điệu tự hào. Ngoài các tiết mục hát múa được dàn dựng công phu, chương trình còn công chiếu những tư liệu, hình ảnh về các hoạt động tri ân của ban tổ chức với các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng. Qua nhiều năm, chương trình nghệ thuật Màu Hoa Đỏ đã thu hút sự quan tâm ủng hộ từ các cá nhân tập thể với hàng vạn sổ tiết kiệm, gần 600 nhà tình nghĩa và hàng vạn suất học bổng, quà tình nghĩa tới các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng trên khắp cả nước. Thưa quý vị và các bạn,
cuộc thi tìm kiếm tài năng nhảy múa thiếu niên nhi đồng thành phố Hà Nội đã đi đến những chặng thi cuối cùng. Vào sáng ngày 21 tháng 7, tại Nhà hát Tuổi Trẻ đã diễn ra lễ khai mạc cuộc thi và vòng thi chung kết bằng hình thức thi trực tiếp. Đây là cuộc thi tìm kiếm tài năng nhảy múa ở độ tuổi từ 8 đến 15 tuổi do Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội, Nhà hát Tuổi Trẻ, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Tạp chí Người Hà Nội phối hợp tổ chức. 219 em xuất sắc đã vượt qua 335 thí sinh lọt vào vòng chung kết. Ngay sau lễ khai mạc cuộc thi, 30 tiết mục múa và 25 tiết mục nhảy của các cơ sở đào tạo nghệ thuật, câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đem đến những phần trình diễn xuất sắc. Con rất là tin tưởng với những người đồng đội của con vì tại là mọi người đã luyện tập hết sức và luyện tập rất là nhiều. Khi mà luyện tập thì mọi người đã rất là cố gắng và khi mà có những lỗi sai thì mọi người không thể trách nhau mà rất là đoàn kết để sửa cùng khắc phục cái lỗi sai đấy. Đây là lần thứ 6 Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội tổ chức cuộc thi tài năng dành cho thiếu niên nhi đồng. Khác với các cuộc thi múa cho thiếu niên khác, hầu hết là do các câu lạc bộ tổ chức. Cuộc thi tài năng nhảy múa thanh thiếu nhi 2023 lần này do các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp là Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội và Nhà hát Tuổi Trẻ đăng cai tổ chức. Đặc biệt, theo đại diện ban giám khảo, tại cuộc thi lần này, các nội dung thi thuộc loại hình nghệ thuật dân gian chiếm số lượng ưu thế trong các tiết mục dự thi, góp phần bồi dưỡng, nâng cao tình yêu đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống cho học sinh thủ đô. Nhìn chung, đây là một cuộc thi có chất lượng cao. Chất lượng cao cái thứ nhất là ở nhiều hình thức và thể loại. Cái thứ hai là đội ngũ biểu diễn và các cháu tiến bộ rất nhanh. Điều đó chứng tỏ cái phong trào nghệ thuật múa quần chúng trong thiếu nhi là được lên rất mạnh. Năm nay nổi bật lên một cái đề tài về lịch sử, ngợi ca các anh hùng dân tộc là một cái điểm rất nổi bật của cuộc thi. Nó mang tính giáo dục truyền thống rất cao, đấy là cái điều ban giám khảo chúng tôi rất vui mừng và nhận thấy. Bảng nhảy năm nay thì mình đánh giá chung là tất cả các tiết mục đều khá là ổn. Các bạn năm nay đều có một cái sự tự tin rất là cháy. Tại vòng chung kết, mỗi thí sinh, nhóm thí sinh biểu diễn một tác phẩm hoặc trích đoạn các vở múa, các tiết mục nhảy, thể hiện được năng lực, sở trường, tài năng của mình. Hội đồng giám khảo vòng chung kết đã đánh giá và lựa chọn những thí sinh và nhóm thí sinh xuất sắc nhất. Chúng tôi cũng mong muốn là với năm sau thì cái cuộc thi này sẽ được mở rộng hơn nữa tới các cái địa bàn ở gần Hà Nội để các con có điều kiện để được tham gia, được tỏa sáng trên những cái sàn thi. Cuộc thi được chia làm hai bảng A và B với hai thể loại chính là nhảy và múa. Bảng A có múa dân gian, truyền thống, múa ba lê, đương đại. Bảng B có nhảy hiện đại, nhảy dance sport. Ban tổ chức sẽ trao một giải đặc biệt cho cả hai thể loại, một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và bốn giải khuyến khích cho mỗi bảng. Ngoài các giải thưởng chính, ban tổ chức còn trao các giải như tiết mục được yêu thích nhất, biên đạo múa có tác phẩm xuất sắc, câu lạc bộ có nhiều thí sinh tham gia nhất. Chiều qua ngày 21 tháng 7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khen thưởng cho các cá nhân tập thể tham gia truy bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến vụ khủng bố rạng sáng ngày 11 tháng 6 đang lẩn trốn trên địa bàn huyện. Tại buổi khen thưởng, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương, trao tặng giấy khen cho các đơn vị Phòng An ninh Nội địa, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an huyện Chư Quynh, Công an xã Ea Cơ Tu cùng 5 người dân đã có thành tích xuất sắc phát hiện, truy đuổi và bắt giữ 3 đối tượng truy nã đặc biệt đang lẩn trốn. Cũng trong buổi lễ, lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Chư Quynh đã kịp thời động viên trao thưởng cho Phòng An ninh Nội địa và Công an huyện Chư Quynh.